dưới 300 triệu anh chị có ngay chiếc xế hộp đời cao DX số tự động chạy cực kỳ mạnh 1.4, bảo hành dài hạn lên tới 10 năm, đi vô tư không có gì phải lăn tăn luôn anh chị. Phải điều 2020 nha. Và đây là phiên bản 1.4 AT số tự động, lăn bánh có 16.000 cây số đó anh chị. Một chủ sử dụng từ đầu, đăng ký biển số tại tỉnh. Và xin chào tất cả các anh chị, mình đang xem kênh của Quệ Auto Sài Gòn, chuyên mua bán trao đổi xe ô tô đã qua sử dụng anh chị nha. Thì em gọi là chuyên thu mua tất cả những dòng xe ô tô đã qua sử dụng, từ những thương hiệu bình dân cho đến những cái thương hiệu cao cấp như là Lexus, Mercedes-Benz, cho đến những cái phân khúc xe bán tải như là xe bán tải, xe 16 chỗ, em gọi vẫn thu mua hết luôn anh chị nha. Em gọi thu mua xe cổ trên tinh thần thiện chí, không kỳ kèo giá cả, xem xe thanh toán luôn một lần, không ép giá anh chị nha, nhanh gọn lẹ, đó chính là quan điểm làm việc của em gọi. Thanh toán một lần luôn cho anh chị. Xe anh chị đang còn vay vốn qua ngân hàng, em gọi bảo lãnh giải chấp những xe đó luôn anh chị nha, và định danh biển số lại luôn cho anh chị với số hotline 0937003355. Rất mong nhận được sự ủng hộ của anh chị khi mình có nhu cầu mua bán trao đổi xe và được sử dụng anh chị nha. Và không làm mất thời gian thêm của anh chị, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, VinFast Padeo 2020 phiên bản 1.4 số tự động, nước sơn màu đỏ, đăng ký biển số tại tỉnh, một chủ sử dụng từ đầu, đi 16.000 cây số, còn bảo hành chính hãng anh chị là 10 năm lên đến năm 2030 lần anh chị nha. Vô tư 295 triệu, bên em quầy bán ra bao rút hồ sơ gốc, cam kết xe không lỗi, không ngập nước, không hạ máy, bao tách hãng luôn cho anh chị tách hãng xe lỗi em hoàn toàn hết, em hoàn tiền hết lại luôn cho anh chị, chịu luôn cả những tiền phí phát sinh. 295 triệu, liên hệ ngay với em Huệ để thương lượng anh chị nhé, hoặc mình đến xem xe tại 54 Ngô Định của An Khánh, quận 2. Và bây giờ em mời anh chị đi vào thông tin chi tiết của mẫu xe này anh chị, em xin mời. VinFast Padeo anh chị ha, một chiếc xe hạng A, máy lên tới 1.4 nên chạy cực kỳ đã luôn, có thể nói là cổ máy mạnh nhất luôn trong phân khúc xe hạng A. Anh chị nhìn chiếc xe nhỏ xíu à, máy 1.4 thì chạy không có gì để chê cả, không có gì để chê hết luôn. Cụm đèn nè, sáng bóng luôn, pha halogen anh chị ha. Cái này thì có dán thêm cái viền đèn trang trí. Cái phần này anh chị nào không thích thì bên em hỗ trợ tháo ra và đánh bóng lại luôn. Mặt ca lăng ở phía trước nè, thiết kế rất là đẹp luôn anh chị nha. VinFast một thương hiệu rất là non trẻ ở Việt Nam của mình. Tuy nhiên thì những cái thiết kế của xe và đi cùng với lại chế độ bảo hành rất là dài hạn, để tạo được một cái chỗ đứng, hầu như chỗ đứng khá là ổn định trong cái tâm lý sử dụng của người Việt Nam của mình luôn anh chị. Màu đỏ ha, xe là một chủ từ đầu thôi anh chị, lăn bánh có 16.000 cây, xi nhan tích hợp ở bên vè hông xe nè, dàn vỏ xe thì bên em đó cũng mới xịt rửa thôi, chưa có làm vệ sinh gì chuyên hết nên anh chị nhìn nó hơi bẩn, anh chị mình thông cảm ha. Má phanh nè, lắp la lắp bánh luôn, vỏ này còn dày cui, vỏ này vỏ zin heo xe, mâm phay gần như là không có trầy xước gì nhiều hết, vỏ zin, gương chiếu hậu tích hợp, đèn báo rẽ nè. Đăng kiểm đường bộ thì còn rất là dài hạn nên chị mình vô tư đi. Chiếc này mua về thì đổ xăng vô chạy nữa rồi, không phải lăn tăn thêm thứ gì cả. Thanh giá nóc thể thao nên tạo cảm giác cái xe của anh chị á, nhìn nó rất là cá tính luôn, nó không có bị tù mù, không có bị tụt mịch anh chị. Mà giá thì đang rẻ hơn cả Toyota Vigo luôn. Phiên cách nhiệt có dán sẵn anh chị ha, tay nắm cửa, mạ cà rơm nè, có dán cái viền đèn, viền trang trí luôn, viền nóc viền xăng. Bỏ sao cũng vậy luôn, nó đang bị dơ thôi anh chị nha, thì chưa có làm vệ sinh gì hết. Thì xe bữa giờ đông quá, đông nhiều xe quá anh chị, xem showroom em nè, bên kia bên showroom kế bên nào còn nữa luôn á, tại vì nó đông quá nên phải giãn bớt ra để có chỗ trống, có không gian mà quay clip cho anh chị coi á, chưa kịp dọn dẹp chiếc xe này luôn. Camera gen anh chị tiêu hao từ 5 lít đến 5 lít 8, rất là ấn tượng anh chị ha. Camera gen nè, cái này là zin theo xe hết luôn anh chị, rất là đẹp. Giá quá rẻ, chưa bao giờ mà xe ô tô mà có thể nói giá rẻ và dễ tiếp cận đến như bây giờ. Cái thời điểm mà 2015-2016 ông nói chị, cái xe mắc cực kỳ mắc luôn, 300 triệu là chỉ mua được cái xe cũ thôi, chứ không mua được mấy cái xe mà đời cao như vậy đâu. Đai ốc à, nguyên zin hết luôn anh chị. Xe nhỏ anh chị coi, những vết dập nè của phía nhà máy còn nguyên, bảo hành còn dài hạn cho anh chị đến năm 2030 luôn anh chị nha, bảo hành lên đến 10 năm. Ở bên em quậy bán ra là cam kết không đâm đụng, không ngập nước, động cơ máy số không hạ, khung gầm này, chiếc xe mới vừa về mà anh chị thấy này, khung gầm nó tuyệt đến như thế này, không rỉ sét gì hết, không có va chạm biến dạng gì cả. VinFast anh chị ha, máy 1.4 máy chạy cực kỳ đã luôn, có thể nói là cổ máy mạnh mẽ nhất trong phân khúc xe hạng A, vì trong phân khúc xe hạng A này hầu như các hãng là chỉ trang bị máy 1.0 hoặc là 1.2, chiếc này là 1.4. Nội thất ở bên trong thì có lên sẵn luôn cho anh chị là ghế da, rất là tiện lợi luôn ha. Nói chung thì xe này về không phát sinh chi phí gì nhiều, có chảy sàn sim ly 8D, có rối nè, đi rất là ít, có 16.000 cây thôi. Con lái nè anh chị,
chất mộc mạc luôn. Nâng cấp màn hình này là màn hình của Android. Điều hòa mình chỉnh cơ anh chị ha, hộp số tự động, thanh tay, chìa khóa, vô lăng thì tinh giản tối đa. Để em qua em mẫu cái máy ra anh chị cùng xem qua với em nha. Gương chiếu hậu bên ngoài xe là chỉnh điện nè anh chị nha. Ghế lái là chỉnh cơ 2020, xe mình lắp ráp ở Việt Nam. Xe cũng trang bị sẵn anh chị hết là cân bằng điện tử nha. Máy xe nhỏ nhưng mà trang bị trong xe thì khá là đầy đủ. Động cơ rất là lanh luôn, 1.4. Odo hiện tại là 16.000 cây số anh chị. Vô lăng ở đây thì tinh giản tối đa. Pha điêu thì mình sử dụng chìa. Màn hình nâng cấp là màn hình của Android anh chị, tích hợp cả camera gear luôn cho anh chị nha. Điều hòa mình chỉnh tự động, hộp số tự động, đi cùng với là phanh tay. Những chi tiết nhựa này thì anh chị bền bỉ, không biết bao giờ thì mới hỏng hết anh chị ha. Đi có 16.000 cây số. Như là không khác gì cả. Quá rẻ. Xe đi che nắng che mưa được. Màn hình Android anh chị ha. Và bây giờ em gọi mở cái phần máy ra để anh chị mình nhập. Chân con chân thắng này anh chị coi. Còn quá đẹp luôn. Đi có 16.000 cây à. Quá ít. Gọi mời anh chị mình đến với lại phần một khoang máy của xe nha. Em cùng xem cái cổ máy 1.4 trên chiếc xe này. Đèn anh chị khi mở lên xuất sắc lắm chứ bộ. Nhỏ, giá rẻ cực kỳ. Anh chị á, khoang máy của chiếc VinFast Padeo 2020 anh chị ha. Trang bị cho mình là cổ máy dung tích 1.4 lít anh chị thấy quá xuất sắc. Vai ốc keo chỉ chấm son của phía nhà máy còn nguyên hết, nguyên zin, bảo hành dài hạn anh chị đến năm 2030, không giới hạn số km. Em gọi bán ra là có cam kết luôn, không đâm đụng, không ngập nước. Ắc quy, ắc quy này thay rồi anh chị nha, chắc quy cũ là mình không để lâu nữa. Như thế này ốc á nguyên hết, không ra một con ốc nào luôn. Keo chỉ cabo liền lạc, vít dập của phía nhà máy nè anh chị thấy nha, nguyên zin, nguyên zin theo xe hết luôn. Và em xin phép được nhắc lại thông tin của mẫu xe này anh chị nhé. Đây là chiếc VinFast Padeo 2020 phiên bản 1.4 AT, số tự động, xe lăn bánh 16.000 cây số, biển tỉnh, một chủ sử dụng từ đầu. Em chào bán với giá là 295 triệu anh chị nha. 295 triệu, anh chị yêu thích mẫu xe này, cứ liên hệ trực tiếp với em Huệ qua số 0937003355 để thương lượng giá anh chị nha. 295 triệu, anh chị có nhu cầu lên đời xe, đổi xe, bán chiếc xe cũ của anh chị cứ liên hệ. Thì cũng cứ liên hệ với em Huệ thu mua xe cũ tận nơi, không kỳ kèo giá cả, xem xe thanh toán luôn một lần, bảo lãnh giải chấp những xe của anh chị nếu như đang còn vay vốn của ngân hàng luôn anh chị nha. Rất mong nhận được sự ủng hộ của anh chị khi mình có nhu cầu mua bán trao đổi xe qua sử dụng anh chị nhé. Và em xin phép được kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại anh chị những chiếc video kế tiếp, những mẫu xe kế tiếp. Em xin chào.